Nhật 123 hôm nay xin hướng dẫn sử dụng cho các bác chiếc lò vi sóng kiêm nướng của hãng Hitachi, có model là MROS8A. Phía bên trong lò này của chúng ta thì sẽ có một chiếc khay, và đây thì khi mà sử dụng chức năng vi sóng, ta sẽ cho khay xuống sát với cả phía trong lò như thế này. Và đầu tiên thì là chức năng vi sóng thủ công thì chúng ta sẽ chọn ở đây ạ. Thì nó sẽ là lên số watt, vi sóng thì sẽ lên watt, nó sẽ có 800. Bấm nút nữa thì sẽ 600, 500, 200, 100. Và chúng ta có thể chọn thời gian ở phía bên số giây ở bên này hoặc số phút ở bên này. Đây là phút, đây là giây, đây là 10 phút, đây là 1 phút, đây là 10 giây. Thì ta có thể chọn bao nhiêu phút và chúng ta nhấn khởi động. Ở đây là xong. Đấy. Và đây là sẽ là nút hủy. Đây là vi sóng thủ công. Tiếp đến vi sóng có hơi nước thì chúng ta sẽ chọn, đây là chính là hơi nước, chúng ta sẽ chọn hơi nước. Chúng ta sẽ chọn vi sóng và chúng ta sẽ chọn số phút. Và chúng ta sẽ bấm khởi động ở đây là được. Đấy ạ. Và chúng ta đây là nút hủy. Còn chúng ta muốn vi sóng nhanh thì chỉ cần như thế này thì sẽ lên 500W hoặc 600W và chúng ta sẽ chọn số phút và bấm khởi động ở đây là xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có nướng, nút bên này là nút nướng. Khi nướng thì sẽ lên nhiệt độ. Chúng ta có thể chọn nhiệt độ thích hợp ở phía tăng giảm ở phía sau này. Và maximum nhất là chúng ta sẽ có 250 độ. Và chúng ta sẽ chọn số phút. Ở đây sẽ có 10 phút, 20 phút hay là 21 phút hay 23 phút thì chúng ta sẽ nhấn ở đây. Đấy, và chúng ta sẽ bấm khởi động là sẽ xong chức năng nướng. Khi mà nướng thì chúng ta sẽ cho khay ở phía trên này lên. Lên trên đây. Đấy, đây là chức năng nướng. Thì chúng ta sẽ cho khay lên thì máy sẽ không báo lỗi. Đấy. Đây là chính là chức năng nướng. Đấy, hủy, ta sẽ phát ạ. Nướng ạ, đây, chúng ta sẽ chọn. Đấy, và khởi động. Đây là chính là chức năng nướng. Còn bây giờ sẽ là nướng có hơi nước thì chúng ta lại chọn hơi nước này. Kết hợp với nướng này. Đấy, và chúng ta sẽ chọn nhiệt độ này, chọn thời gian này. Đây, chúng ta sẽ chọn thời gian này. Và chúng ta sẽ khởi động là sẽ là nướng có hơi nước. Và đây là nút hủy. Tiếp đến là sẽ có chức năng hâm cơm và đồ ăn ở nhiệt độ thông thường. Thì chúng ta sẽ chỉ cần nhấn một nút này thôi là hâm cơm nhanh. Và khi hâm cơm thì chúng ta sẽ cho khay ở phía dưới này. Trong cái phần này thì sẽ có hướng dẫn sử dụng và kèm theo hình ảnh khay của hàng Nhật 123 cung cấp như thế này. Đây ạ. Hâm cơm và làm nóng đồ ăn ở trong tủ lạnh thì chúng ta sẽ thấy là vị trí khay ở dưới và chúng ta chỉ cần nhấn nút này thôi. Đấy. Đấy là được ạ. Đấy. Và đây là nút hủy. Tiếp theo đến thì làm nóng thực phẩm đông lạnh cùng một lúc. Đây, nếu mà chúng ta bấm làm nóng thực phẩm đông lạnh thì chúng ta sẽ bấm nút 1 ở nút giữa này. Đấy ạ. Và đến khi hiển thị số 6, chúng ta sẽ hiển thị số 6 là làm nóng thực phẩm đông lạnh đấy ạ. Bấm số 6 và chúng ta bấm khởi động. Nó xong ạ. Đấy. Và vị trí khay sẽ là ở cuối cùng. Đấy. Còn tiếp tục đến nếu chúng ta muốn hâm cơm đông lạnh và các món ăn kèm thì chúng ta sẽ bật số 5. Đấy. Và chúng ta sẽ bấm khởi động là được ạ. Đó. Và đây là nút hủy. Tiếp đến là hâm nóng đồ uống thì chúng ta sẽ chọn nút 1 và chọn số 4. Đấy, chọn số 4. Và chúng ta sẽ bấm khởi động. Là xong ạ. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ lên men bột bằng hơi nước thì chúng ta sẽ bấm nút ở phía bên này là nướng này. Sau đấy thì nhấn 2 lần. Tại vì lên men thì chúng ta sẽ chỉ set up nhiệt độ là 40 độ thôi ạ. Đấy, 40 độ. 40 độ C ở đây ạ. Đấy, chúng ta nhấn 2 lần để là 40 độ C và chúng ta bấm số phút mà chúng ta muốn. Có thể tăng giảm số phút là 10 phút đi ạ, hoặc 11 phút hay là 21 phút. Chúng ta nhấn khởi động là xong. Ở đây là nút hủy. Và khi lên men thì khay ta sẽ ở phía khay bên trên, bởi vì C09 sẽ báo nhầm khay. Nên là nếu mà khay ở phía bên dưới để nhầm khay thì lò sẽ báo nhầm khay. Tiếp tục là nếu lên men với bằng hơi nước với 300g bột thì chúng ta sẽ nhấn ở phía này 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và chúng ta sẽ chọn số phút ở đây. Và chúng ta nhấn khởi động là được ạ. Đấy, nếu mà có số định lượng bột sẵn là 300g.
Tiếp theo thì làm nóng bằng hơi nước sủi cảo. Ở phía này chúng ta sẽ có là làm nóng bánh bao hoặc sủi cảo, thì chúng ta sẽ chọn menu 7 hoặc 9 đều được. Thì ở phía nút bên này, đấy, chúng ta có thể chọn số 7 hoặc 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, đây. Chúng ta nhấn khởi động là xong. Hoặc chúng ta có thể làm nóng đồ chiên rán hoặc bánh, thì chúng ta sẽ chọn menu là 8. Đây, nó sẽ nút này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, thì chúng ta nhấn khởi động là xong. Và khay và nước, nhớ chúng ta có khay và nước sẽ để ở phía này như thế này. Nếu mà 8 thì khay bên trên, mà 7 và 9 thì khay sẽ ở dưới cùng, cộng thêm có nước ở trong phần đổ nước ở đây. Tiếp chúng ta sẽ rã đông thịt và cá. Nếu mà rã đông thịt và cá thì ta sẽ có nút phía ngoài cùng này, thủy trước, đấy, nút phía ngoài cùng này. Và ta sẽ chọn số 10 đấy ạ. Nếu mà số 10 thì rã đông cả, còn số 11 thì rã đông một nửa. Đấy, nếu mà 11 thì chúng ta sẽ chọn là 11 đấy. Và chúng ta nhấn khởi động là xong. Và đây là nút hủy. Tiếp đến là rau củ luộc sơ. Ở đây sẽ có rau củ luộc sơ, thì sẽ là 12 hoặc 11 thì sẽ là rau củ luộc sơ. Đây, nhấn vào đây, ngoài cùng này. Ta sẽ có 11 hoặc 12. Luộc thông thường là 11 và luộc củ là 12. Đấy, và chúng ta nhấn khởi động là được. Và ở đây là các nhóm menu tự động ở phía trong cùng này. Ở đây thì menu tự động thì tất cả các bảng này sẽ được dịch theo số thứ tự. Thì ở đây nó sẽ có các nhóm từ 14 này, 20. Nhưng chúng ta muốn nhấn lên 21 thì chúng ta sẽ tăng giảm đi thôi. Đấy. Còn nếu mà chúng ta muốn các nhóm đồ ăn nó nhảy đến 87 này, 14, 20, 34, 87, và chúng ta muốn tăng giảm đi thì nó sẽ ở đây. Đấy. Thì các nhóm đồ ăn thì sẽ ở phía trong này. Và các bản nhóm đồ ăn này thì sẽ có bản dịch riêng. Và đây là nút hủy. Tiếp theo nữa thì chúng ta muốn ở đây thì sẽ có phần thêm một phần lưu ý là khay nước. Khi tất cả các khay, các chức năng ở đây thì sẽ đi cùng với lại vị trí khay và nước cần đổ vào. Đây, nước cần đổ vào thì chúng ta sẽ đổ đầy nước vào đây. Lưu ý là đổ nước sạch tinh khiết, không đổ nước gia vị vào đây ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ tháo ra và đổ nước vào cái phần này. Đây. Và chúng ta sẽ mở cái này ra và cho nước vào đây và đậy lại như thế này là được. Đấy. Và khi mở lò ra và đóng vào, chúng ta cần đóng để nó hiện thị số 0 để chúng ta bắt đầu các chu trình. Như vậy thì Hà Nhật 123 đã hướng dẫn đó tất cả các chức năng của chiếc lò vi sóng MROS8A. Có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm hay chức năng nào các bác sử dụng chưa được rõ ràng thì các bác cứ gọi video trực tiếp cho Hà Nhật 123 theo số điện thoại 0947 286 123. Và hẹn gặp lại các bác trong những video hướng dẫn tiếp theo ạ.